Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ren Bất Thường nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục con game China Baron chăn rau Trung Quốc. Rồi thì vì một số lý do mà mình phải chơi là cái năm 11 tuổi. Nói chung là cái file save của mình nó đã bay đi mất rồi các bạn ơi. Mình chơi dại, quậy cái nó mất tiêu file save luôn rồi. Rồi thì sau khi mình chơi lại mình đã phát hiện ra rất là nhiều điều quan trọng mà lần trước mình đã bỏ qua. Coi như đây cũng chính là một cái kinh nghiệm tốt đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào hẳn cái phần làm văn luôn nha các bạn. Trước đó thì nó có một cái event. Rồi, mình thấy quá nhiều chữ Trung Quốc ở phía sau. Manzai hả? Mấy cái này nó hơi bị khó khăn để mà đọc, cho nên là nếu mà nó không có gì thú vị hết thì mình sẽ bỏ qua nha các bạn. Ông này chắc đang mời mình làm partner để đóng Manzai. Manzai là cái trò, một cái tiết mục hài ở bên Nhật mà hai người nói qua nói lại. Một người thì bình luận, còn người kia thì cố tình ra vẻ ngu ngơ. Rồi thì mình sẽ vào cái phần làm văn luôn. Ở cái phần làm văn này á, lần trước mình không biết, mình cứ đứng ngồi xem không à. Trên thực tế là khi nó hiện lên những cái đoạn văn á, thì mình phải bấm vào. Mình sẽ chọn cái gì đó ha, đại đi. Rồi, mình phải bấm vào những cái văn như thế này nè. Xem cái chỉ số của nó là bấm vào. Nhưng lần trước mình chỉ ngồi chơi thôi. Đấy. Rồi. Nói chung là mình cũng chủ yếu là muốn nhìn thấy những cái ending mà thôi, chứ cũng không có gì quan trọng khi mà cái file save bị mất cả. Chẳng qua là cái file save đó có nhiều điểm trauma hơn thôi. Chắc là mình sẽ xem cái bad ending sau. Còn bây giờ mình cứ đi ending bình thường đi, chứ không phải là mình sợ gì bad ending đâu. Rồi, chúng ta được cộng 100 mấy điểm cũng đẹp. Vậy đi cho nó đơn giản. Rồi để mình coi có nâng được môn nào không. Không thì mình sẽ nâng luôn. Sau đó thì làm bài test. Bài nó vẫn còn cái này. Trước thì mình có kiếp qua đoạn này, nhưng mà do lúc đó thì mình chơi cái này khá là ngu các bạn ạ. Mình không biết, mình chỉ lấy những cái mà nó nằm trước mắt mình thôi, chứ mình không lựa chọn một cách kỹ lưỡng để mà tìm ra những cái cổng như thế này, nó sẽ lợi hơn. Rồi không còn gì đặc biệt nữa, mình sẽ qua cái cổng tiếp theo. Có cái con mắt luôn, quá tiện lợi. Đó, mà sau khi mình lấy những cái thứ mà nó quan trọng rồi thì mình nên để dành thể lực để qua tiếp cổng tiếp theo, để có thể tìm tiếp cổng và cứ đi như thế mãi. Đó là cái mà mình vừa mới nhận ra được khi chơi lại từ đầu. Rồi, không biết có thể tìm ra được cổng nữa không. Mình sẽ qua hướng bên đây. Rồi xong, tắt đường rồi. Thì mình sẽ nâng tiếp tục được môn này. Cộng IQ, theo mình đoán thì có lẽ là tiếp theo nó sẽ cần điểm IQ hoặc là điểm tưởng tượng. Rồi không còn nâng được gì nữa thì làm bài test thôi. Bài test thì nó full 100 điểm rồi, tại vì mình đã nâng những cái kỹ năng lên max hết rồi. Có hơi, mình cảm thấy mình hơi gian lận một chút, nhưng mà thôi. Tiếp theo mình sẽ phải làm gì đây? Để mình xem coi có nên nâng những cái kỹ năng này không.
không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Vậy thì mình chỉ việc bóng như dự định thôi. Rồi thì tiếp theo mình nghĩ là mình nên nâng những cái IQ, những cái điểm IQ lên, nhưng mà nó sẽ bị trừ cái điểm ký ức đi. Không biết là có cái nào nó hợp lý hay không, không bị trừ. À đây, mình nên lựa những cái mà nó hợp lý một chút để không bị trừ điểm nào hết. Vừa cộng mà vừa có lợi nữa. Rồi, vừa cộng được điểm IQ mà lại vừa không bị trừ, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Rồi, để cho chắc thì mình sẽ nâng lên 3.500 hết. Vậy đi. Ngoài ra mình mới vừa biết thêm một điều nữa là mình có thể sử dụng tiền để mua những cái kẹo, bánh kẹo để giảm stress xuống. Đa phần toàn là bị trừ điểm không à, nhưng mà điểm trauma không tăng. Coi như lần này mình sẽ gặp được Happy End đi. Cái băng này là sao chứ? Đừng có nói là Chubinio. À, cái lẫn là vẫn là cái kỳ trước thôi. Em ấy sau khi phát hiện ra ngực mình hơi to một chút thì đã quấn lại vì ngại. Mình đây thì mình sẽ dịch hết luôn chứ chẳng có ngại ngùng gì đâu. Đúng là đứa con gái ngốc mà. Đừng, đây chỉ là một cái bình thường đối với con gái thôi. Cái chuyện sinh lý rất bình thường thôi. Để mà có một cái... đây là cái minh chứng cho thấy là con đang phát triển rất khỏe mạnh đó. Đừng có... là... phải đừng có kiểu mà quấn lại như thế, nó sẽ không tốt đâu. Rồi, chút lát nữa thì chúng ta sẽ đi mua Braza. Nhưng mà thật sự rất là ngại. Rồi, thì mình sẽ sử dụng hết cái điểm này luôn. Giờ mình sẽ skip qua nha. Rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Mình vừa mới nâng một cái kêu kỹ năng tiếng Anh lên và nó hiện ra một cái dòng thoại mà mình tự là bó tay không hiểu được ý nghĩa luôn. Mình không biết có phải do bản dịch hay không, hay là do trình độ tiếng Nhật của mình còn quá kém. Mình nghĩ cũng đâu có kém tới mức đó đâu ta. Cái người cái người ngoại quốc mà đang kiểu được viết ở trong sách á, đang ở cái nơi mà Đông Bắc à. To do something. Rồi xong, bó tay luôn. Rồi, bỏ qua cái vấn đề đó đi. Đây sẽ có cái lựa chọn và một cái bầu cử. Vẫn là cái bầu cử lần trước. Rồi thì mình đã học hỏi được kinh nghiệm từ cái lần bầu cử đó rồi. Lát nữa mình sẽ thử xem là mình có thể làm được lớp trưởng hay không. Đây là cái lần trước đây. Sensei thấy mình nhặt những cái bình ở trong lớp tái chế và Sensei đã cho mình tiền thưởng. Mình sẽ dùng cái số tiền đó để làm gì? Cứu trợ những đứa trẻ gặp tai nạn. Nguyên góp tiền, mình nghĩ là mình sẽ cứu trợ đi. Rồi, được cộng thêm cái điểm này từ bố mẹ. Bắt đầu vào thẳng cái bầu cử luôn. Nhưng mà lần này số phiếu của mình nó hơi bị thấp đi. Cái mức độ thành công của mình chỉ có 25% thôi. Bây giờ mà mình phải tìm cách để bắt tay với thằng này, sau đó đẩy thằng này xuống, và bắt tay với thằng này để đẩy thằng này xuống. Rồi để mình làm. Chưa tới lượt mình. Rồi điểm số của mình vẫn bị hạ xuống. Thằng này nó đang rất là khôn. Mình sẽ phối hợp với thằng này. Đó, để điểm số của thằng chính giữa nó giảm xuống, sau đó mình nâng điểm của mình lên và vẫn bị giảm xuống à. Tính già lại hóa ra non rồi. Rồi, giảm dần đều luôn. Nhưng mà kỳ này có những cái tên có vẻ khác đi so với lần trước rồi.
cột cứ hát cứ cột cứ bắt chơi chứ. Mình vẫn tiếp tục cái chiến thuật của mình. Dù sao thì mình cũng đang đứng bét bảng rồi. Rồi, nằm dưới đáy luôn rồi. Kỳ này mình cảm thấy mình khá là học, mình học khá là giỏi nhưng mà mình vẫn ăn phải cái mình vẫn bị thua trong cuộc bầu cử. Thử tiến đến gần trên xe coi, dù sao cũng đã thua rồi. Ô, ngược lại mình lại được tăng lên. Nếu thế biết vậy thì mình đã chọn sớm hơn rồi. Rồi, điểm của mình vẫn bị giảm rồi. Rồi, đây là lượt cuối rồi. Nhờ lớp giúp đỡ đi. Rồi, cũng được có 2% thôi. Rồi, xác định rồi. Thằng chính giữa kỳ này đã thay đổi được cái vận mệnh của nó và nó trở thành lớp trưởng. Thế thôi. Nó còn nói xấu mình hay sao nữa. Rồi. Ồ, nó tăng khá là nhiều phần trăm nhưng mà ngay từ đầu số lượng phần trăm của mình đã là thấp nhất rồi. Vì vậy mình có gán rặn cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ là ở mức cái mức thấp nhất thôi. Chưa kể là hai thằng kia nó đẩy mình xuống nữa. Mình cũng được khá khá phiếu chứ. Rồi. Chúng ta quay đến phần dự định và tiếp tục nâng cái điểm IQ lên. Cái điểm stress đã được giảm xuống rồi. Nó không là mình phải đi mua bánh kẹo để cho nó giảm stress. Vì mình thử không thể nào mà thấy được cái số tiền ở trên cho nên vẫn như lần trước thôi, mình đang tạo độ khó cho cái game này. Mình sẽ đoán số tiền của mình thôi. Mẹ nhìn nhật, mẹ xem nhật ký của con đúng không? Không phải là xem mà là do lúc dọn dẹp đó, con để đầy trên bàn cho nên mẹ dẹp thôi, không biết cảm ơn mà còn trách nữa. Từ nay mẹ đừng có đụng vô đồ của con nha. Đúng là cái con nhỏ này đây dịch một lần rồi cho nên là đây là cái radio lần trước. Khoan đó, mình khoan bấm vào đây. Rồi ngáo luôn. Rất có thể nó sẽ cộng cho mình cái điểm năng lượng nữa mà mình lại bấm vào đây mất rồi. Đành phải chịu thôi. Vẫn là lần trước thôi, mình sẽ chọn một cái gì đó người bình thường. Một nhân viên công ty. Một đại phú quý. Đã nhắm là phải nhắm tới cái gì đó cao. Nhắm đại phú quý luôn nhưng mà không biết là có được hay không thôi. Rồi mình sẽ bỏ qua cái phần này như bình thường. Rồi mình hoàn toàn không tìm được cái cổng nào luôn. Giờ mình sẽ bấm vào cái này đi. Nói chung là mình nhận được cái gì mình sẽ nhận cái đó. 75% vẫn thất bại. Thế thì chịu rồi. Cái điểm này, điểm bóng đèn này rất là thấp. Rồi vẫn giữ nguyên cái phong thái này và tiếp tục bước đi thôi. Có cái gì đó đặc biệt không thì mình sẽ đọc. Cái này là thành tích vậy thôi. Bỏ qua đi. Cũng không hẳn là đặc biệt lắm. Ồ, đây là cái bạn lần trước mà mình gặp đây nè. Nó là cái đứa con trai đứa đằng sau cứ kéo tóc mãi. Nhiều khi nó thích cho nên nó mới làm vậy. Cậu đây nói gì vậy? Một đứa giống như con nít như vậy thì có bị thích cũng ghét thôi. Có phiền phức. Rồi. Giờ mình mà vào là sẽ vào thẳng cái bài test luôn. Để mình xem những cái event này coi. Bố thì làm việc rất là vất vả từ sáng đến tối rồi. Thật sự rất là vất vả.
và không được nhận đúng cái tiền mong muốn của mình, cái tiền lương mong muốn. Và con từ nay nên cố gắng để học đi, rồi trở thành một cái trưởng phòng doanh nghiệp gì đó, mới có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình. Rất là có lý. Nhưng mà quan trọng là có thành công hay không. Nhiều khi mình giỏi chứ mình vẫn thất bại là thất bại. À, rồi, mình lại có một cái kỳ vọng mới. À, mình cần phải kiếm một cái gọi là cái kỹ năng gọi là tệp tố cư và thuyết phục. À, thì cái kỹ năng đó nó nằm ở đâu? Dạ, chắc mình vẫn chưa có cái kỹ năng đó đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó nằm ở đâu đó dưới đây thôi. Nếu mà mình muốn thì mình phải nâng được. À, rồi. Nhận tiền lì xì thôi. Dạ thì mẹ sẽ dắt con đi tới nhà của một họ hàng. Con có nhớ những gì mà mẹ đã dặn chưa? Tất nhiên rồi, khi mà nhận tiền lì xì á, thì phải không được từ chối, nhưng mà cũng không được nhận liền luôn, đúng không? À, cái bà họ hàng sẽ đẩy, sẽ cố gắng ép bạn nhận tiền, và bạn dùng cái con chuột để điều khiển sao cho nó nằm ở cái mức gì đó. Mình cũng không rõ nó đang ghi cái gì nữa, đại khái là như vậy. Có quá nhiều chữ katakana mà mình thì rất là kém katakana. Kanji thì mình chơi hết được, nhưng mà katakana hơi khó. À, đây là kiểu như gì à? Nhớ là hãy chào gì rồi à, con của bà dì mới vừa vô cái trường danh môn thôi, cho nên là phải nhận cái vận may từ bà ấy. Đây rồi. À rồi, mình hiểu rồi, mình sẽ đứng ở trong này không nhận liền. Mình thì mình cho ai cho mình nhận ráo luôn chứ không nhận liền gì. Cuối cùng cũng vẫn nhận thôi. Được thêm 200 tiền rồi. Rồi chào bà đi. À chào bác. Cái này bác hay là chú thôi. Mới vừa nói kanji thì mình chơi hết, nhưng mà bây giờ mình lại quên mất rồi. À, nhận tiền từ hai người luôn à. Rồi. À, ngoài đời có ai vậy không ta? Cái này chắc chỉ có bên Trung Quốc thôi quá. Chứ cho là mình, người ta cho mình là mình phải cầm, chứ đó là phép lịch sự luôn rồi. Cầm xong rồi sau đó nói lời cảm ơn. Đơn giản. Bắt tò thì chắc không biết là mình có tham gia được không nữa. Tại vì mình đã có hơn 300 tiền tiêu vặt rồi đó. Nãy mình nhận cũng được 1,000+ mà. Kỹ năng của mình cũng khá là mạnh rồi, để mình thử xem. Ôi, ông ấy tới 100 máu luôn, level 90. Quốc kêu SSR luôn. Hy vọng là nó sẽ ra những cái kêu mạnh liên tiếp, chứ nếu mà nó chỉ dừng lại ở những cái kêu R như thế này thì hơi bị khó khăn. Mình thấy đam bên kia cũng tương đối là mạnh. À, rồi, nếu mà nó không ra cái SR kỳ này là mình vẫn còn có khả năng thắng. Để xem nữa, đây là phái cuối cùng rồi. 10 máu. Wow, SSR. Rồi, win. Mình vừa nhận được cái gì đây? Không thể nào mà đọc kịp được. À, ở dưới đây có nè. Đồ da. Đây, đồ da Gao.
À rồi, đây chính là bài test. Bài test thì mình vẫn sẽ skip qua thôi, nó dài lắm. Rồi, mình đã hoàn thành bài test. Tiếp đó là mình dự định sẽ nâng một số cái kỹ năng ở dưới đây, vì nó đã đạt tới cái số lượng bóng đèn khá là thấp rồi. Mình nghĩ là cái điểm học của mình nó cũng đã cân bằng rồi và nó vẫn còn rất là cao. Khi nó thấp thì mình mới nâng thôi. Rồi môn này nữa. Cộng khá cao điểm IQ. Không biết là cái skill này bao giờ mới xuất hiện đây, nhưng mà nó còn trong 25 tên mình nghĩ là sẽ kịp thôi. Kỳ này mình sẽ nhắm một cái gì đó hoàn hảo một tí, đã lỡ chơi lại rồi thì hoàn hảo một chút để xem. Là viết tiểu thuyết à, đây là cộng EQ. À, mình sẽ thêm những cái mới vào. Rồi. Ngoài mình đã trở thành học sinh trung học. Vừa nãy mình bấm nhanh quá nhưng mà chắc là như vậy rồi. À, mới ngày đầu trung học thôi cho nên mình rất là căng thẳng luôn. Lớp học ở đâu nhỉ? Không biết là có gặp được những bạn cũ không? À, hôm nay có lớp học quân sự. Chết rồi, mình quên đem kem chống nắng mất rồi. Mình nhớ là ở Việt Nam mình tới tận phổ thông thì mới có học quân sự mà ta. Gunji quân rèn mà, quân sự thôi. Rồi, mình đã lên trung học, không có gì đặc biệt cả. Mọi người không còn như học sinh tiểu học nữa. Lúc nào cũng để ý đến những cái thành tích hoặc là những chuyện khác thôi. Đúng là cảm nhận được sự chết mà. Lớn rồi bắt đầu cần có điểm số. Mình nghĩ là bên Trung Quốc nó sẽ căng hơn Việt Nam rất là nhiều đây. Rồi đã vào tuổi thanh niên rồi. Bạn bắt đầu để ý những điều xung quanh. Chúng ta có thể sử dụng cái điểm màu vàng trên đây để tăng tình bạn lên nữa. Đây là chức năng mới đúng không? Xã giao. Rồi mình sẽ vào thử chức năng này luôn. Tên này thì chịu. Chữ này trong tiếng Nhật là moe, moe, moe. Thôi mình bó tay rồi, mình không biết đọc tên như thế nào nữa các bạn ạ. Nè, chúng mình lại được cùng lớp rồi nhỉ? Quả nhiên chúng ta là ở chung với nhau rồi. Từ khi chưa. Thôi đừng có giỡn nữa. Kiểu đẩy ra rồi. Rồi tới thời gian nghỉ trưa rồi. Lớp thì tập hợp lại và lúc thì cười lúc nói, lúc thì đùa giỡn. Những cái giọng nói ồn ào không bao giờ dứt khỏi tai. Lần trước cậu nói là muốn đọc cái manga này đúng không? Tớ sẽ cho cậu mượn. Ồ, cảm ơn siêu. Cái chữ này thường là siêu đúng không ta? Siêu cương. Nhưng mà mình nghĩ là Trung Quốc thì tên nó sẽ khác thôi. Không có gì đâu. Nếu mà nhìn xem hết rồi thì nhớ nói chuyện với nhau, bày tỏ cảm xúc. Kiểu như mình nói chuyện với một thằng con trai nó, cái đám trong lớp nó hiếu hiếu lên.
bạn đang đọc sách ở thư viện. Và ánh mặt trời đâm thủng cửa sổ xuyên vào bên trong, rọi lên những cái cuốn sách ở trên kệ. Và trong góc đó thì à đấy, cái cuốn sách này đáng lẽ phải ở đây chứ, nó đâu mất rồi? À đây rồi. Sao tự nhiên miêu tả chi tiết thế này? Hai tay đặt lên cuốn sách. À, tay của cả hai người luôn. Mình tưởng là tay của một người nhưng mà đặt hết cả hai lên một cuốn sách thôi. À, xin lỗi, tớ đang muốn đọc vội cái cuốn sách này cho nên là cậu có thể cho tớ mượn trước không? Xin mời. À, cảm ơn, nếu mà mình đọc hết rồi mình sẽ đưa nó cho bạn. Rồi lại là đoạn miêu tả nữa. Ánh hoàng hôn lại tiếp tục rọi lên trên bàn rồi. Các bạn cùng lớp bắt đầu xách tập vở và đi về. Và tôi cũng vậy, đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. 2 phút, cậu cho tới 2 phút được không ạ? Nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bạn lớp trưởng hả? Không biết là lớp trưởng có chuyện gì không? Sao xung quanh mình toàn mấy thằng con trai không vậy? Thật ra thì cuối tháng này có lớp mình là đảm nhiệm cái kiểu như bảng treo tường, cậu có thể giúp đó được không? Tớ thì vẽ tranh rất là tệ, như cậu thấy đó, cậu có thể giúp tớ đi được không? Thấy gần đây thì mình có chút bận, nếu mà có thời gian rảnh thì mình sẽ giúp. À, nhưng mà nhớ là đãi mình ăn bữa tôi lần tới nha, kiểu có điều kiện nữa mà. Tất nhiên là nếu mà cậu giúp thì tớ sẽ trả lại cái bữa ăn đó thay cho cái lời cảm ơn. Ồ, à đây chính là cái trạng thái của những cái bạn cùng lớp của mình. Và bằng cái năng lực của mình nữa, hãy nâng cái độ tình cảm lên. Rồi đây là cái người cùng đi với mình sau giờ học nữa ta. Ở đây có ghi sau giờ học nhưng mà thôi cứ bấm vào đại rồi biết. Rồi. À, bắt đầu luôn. Rồi. Ustubera. Mình không phải là những cái đứa con trai kiểu những thằng con trai kia. Mình thích cái tài năng của họ. Ế, có khi nào, à thôi, cũng có thể do mình dịch sai chứ không phải là do văn bị lỗi đâu. Là sao? Kiểu như mình lựa chọn bạn này đi chung hả? Rồi, mình không biết là đang nói về đề tài gì luôn. Kiểm tra tin nhắn điện thoại. Mình nghĩ là mình chỉ nâng một mình em Moe này thôi, cứ đặt tên Moe đi. Tại vì biết đâu xuất hiện một cái gì đó gọi là Yuri sao. Cứ kỳ vọng như vậy và nâng thôi. Khác thường một chút. Rồi có 3 cái event. À, trước đó thì mình sẽ ký qua cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu từng cái event một nha. Rất có thể là mình sẽ không dịch hết được đâu. Đây là một cái cục thi chạy đường dài thôi.
Mọi người nhớ chuẩn bị nha. 10.000 mét. Không phải là 800 mét sao? À, gần đây thì mấy em cứ học miết thôi, cho nên là phải vận động vì sức khỏe. Các em thử nghĩ xem là các em vận động được một tuần mấy lần. Ê, không được đâu nha, dồn hết lại một lần cũng không tốt đâu. Kiểu như là cả tuần nay không tập thể dục rồi bây giờ dồn lại một lần. Rồi các học sinh thì bắt đầu chạy. Tuy là rất khó khăn nhưng mà cuối cùng thì cũng đã cán được vạch mức. Này em kia lại đây. Đúng như mình luôn à. Rồi, mình đã bị xe gặp. Chú ý. Em chạy khá là nhanh đó. À, cơ thể cũng rất là kiểu cân đối nữa. Cuối tuần thì có một buổi luyện tập thêm, em cũng tham gia hay không? Ê à, chỉ vậy thôi, không có lựa chọn gì luôn. Ví dụ như mình đưa ra cái lựa chọn cho mình là tham gia hay không tham gia. Con lúc nào cũng bận ba cái đồ kiểu đó hết á, đồ lộn thùng lộn thà, không nhìn không ra dáng chút nào cả. Mẹ ơi, con hợp với cái những cái đồ thể dục như thế này mà. Ở đâu mà hợp chứ, không có ra dáng chút nào cả. Nhớ là phải à, con thì hợp với những cái váy và lại y rư là gì ta, áo hở vai hả? Chắc là mình sai rồi, các bạn xem như là mình chưa nói gì đi. Nhưng mà cái hy rư đó thì rất là lạnh chân, chắc là váy ngắn thôi, cho nên là con không hiểu được mẹ nói nó đẹp chỗ nào. À, đẹp thì có rất nhiều ý nghĩa, và con thích mặc những cái trang phục như thế này. Vậy thôi, để mình xem coi có cái bắp tò nào khác không. Nhưng mà trước đó bấm vô vị bên cuối. Ồ, vẽ tranh đẹp nhỉ. Cảm ơn, nhưng mà em bắt đầu hơi chậm, cho nên là có cái cách biệt rất lớn với những người khác. Đây là giáo viên của mình hả ta? Không sao cả, những ngôi sao cũng thường hay bắt đầu rất là chậm. Cô Giang là cái tên hả ta? Giang, cô Giang, khó đọc thế. Thôi bỏ qua đi. À, cái tên đó thì em có nghe qua. Có vẻ như là em vẫn có thể cố gắng được. Học tập thì nó không liên quan gì tới tuổi tác và quan hệ cả. Miễn là mình thích thì mình có thể bắt đầu và phát huy cái tiềm năng của mình. Vậy thì em sẽ phát huy tiềm năng của bản thân. Rồi. Ồ, tức là mình vẫn có thể nâng tiếp những cái thằng khiếu này và xem tiếp được những cái event đó. Ra là vậy. À, mình đọc thiếu mất vài chữ rồi. Thôi bỏ qua luôn đi. Nói chung là một bạn nào đó đang ảo tưởng sức mạnh. Cần điểm thể dục 1.000. Rồi chiến thôi. Mình có hai cái kiểu SSR, chỉ cần nó ra là ngon. Mà cái này thì chắc chắn là không đọc được rồi, bỏ qua đi. Ơ, à, ế. Đang liên tục lít con chuột thì lít luôn vào kỹ năng luôn. Không biết là mình vừa lít được cái gì nữa. Rồi.
toàn là kỹ năng R không vậy. Nhưng mà khả năng cao là mình sẽ thắng đây. SXL đây rồi, một phát cuối nữa thôi, dứt điểm. Được cộng gì không? Ôi được cộng tới 500 điểm thế lực luôn. Mấy cái battle này đúng ngon luôn. Lần trước mình đã bỏ qua rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào cái dự định. Nhưng mà trước đó mình sẽ nâng vài thứ. Chắc là nâng cái này đi. Nó sẽ cộng điểm IQ cho mình. Rồi. Dự định luôn. Cũng không có gì mới cả. Mình sẽ đi theo cái hướng này. Điểm stress tăng khá là nhiều rồi. Quên mua bánh kẹo gì đó để giảm. Vẫn là cái gì đây? À đây là cái... Vẫn là cái event của tiểu học. Giờ mình đó là trung học rồi. Nhưng mà mình chọn những cái event cũ cho nên nó ra vậy. Thôi bỏ đi. Mình vừa mới nhận được kỳ vọng từ bố mẹ. Cái điểm mãn nguyện. Cái đó là cái điểm dẫn đến happy ending thì phải. Cậu có thể nghe thấy các em ồn ào từ bên đây đó. Im lặng tí đi. Cô cũng im lặng đi. Lần nào cũng nhắc lại có một câu à. Cô sorry. Thì thầm. Các em tính cãi lại cô à? Ngày mai cô sẽ mời phụ huynh lên cho mà xem. Đấy thấy chưa? Cãi cô là bị mời phụ huynh đó. Rồi. Lần này mình đã chơi khá là dài rồi. Chắc là mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip khác. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip nha. Nếu các bạn thấy hay để lại cho mình một like. Bye bye.